Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách hủy lệnh in trên máy tính Ví dụ như là các bạn chúng ta đặt in một file tài liệu Thì trong quá trình in á Các bạn chúng ta phát hiện cái file đã bị lỗi Bây giờ chúng ta không muốn in nữa Thì chúng ta sẽ tiến hành là hủy lệnh in đi Rồi ví dụ như ở đây Tôi có một file tài liệu này Bây giờ tôi sẽ in cái file tài liệu này ra Ctrl V Đó tôi in ra Thì trong quá trình in á Tôi phát hiện cái file này bị lỗi bây giờ tôi sẽ tiến hành là rút giấy ra không cho nó in nữa đó khi tôi rút giấy ra nè thì cái file này á nó sẽ báo lỗi này bởi vì không có giấy đó bây giờ tôi muốn là hủy lệnh in đi nếu như các bạn chúng ta nhét giấy vào thì nó sẽ tiếp tục là in cái file bị lỗi đó, đó thay vì vậy thì tôi sẽ tiến hành là hủy lệnh in đi thì để hủy lệnh in trên máy tính á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách sau đây rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ ra chuột vào phía dưới ở bên phải này bấm vào mũi tên chỉ lên trên này thì lúc này á các bạn chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng máy in này sau đó các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột vào biểu tượng máy in đây chính là cái file mà tôi vừa in lỗi này bây giờ tôi không muốn là in nữa mà tôi muốn hủy lên in đi thì đây là trên Win 11 nha thì đối với trên Win 11 á các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào cái file mà chúng ta vừa in này Bây giờ tôi sẽ hủy đi Thì tôi sẽ chọn vào Account Để cho nó hủy đi Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á Thì nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này Đó khi bấm đúp chuột vào cái máy in Thì nó sẽ xuất hiện danh sách các file như thế này Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào file Mà chúng ta muốn là hủy lệnh in Bấm phải chuột vào file mà chúng ta muốn hủy lệnh in nha Và chọn vào Account đó, khi các bạn bấm vào OK thì ở đây nó sẽ biến mất cái file mà chúng ta muốn hủy. Đó bây giờ tôi sẽ làm mẫu này, bấm phải chuột này, chọn vào Ken này. Z. Yes. Đó. Thì lúc này á nó sẽ hỏi lên in. Và khi chúng ta nhắc trái vào và chúng ta tiếp tục in thì nó sẽ không còn in file cũ nữa. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm này, lưu ý nha. Đối với Win 11, thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Các bạn vào thanh tìm kiếm này. Nhập từ khóa là control. Đó, khi các bạn nhập từ khóa là control thì lúc này đó, một cái trình control panel nó sẽ xuất hiện, các bạn chọn vào. Rồi tiếp theo, ở mục view by, các bạn chúng ta sẽ chọn là category. Sau đó ở dòng là head and sau, các bạn chúng ta sẽ chọn là view device and print. Đó, nó sẽ xuất hiện main, các bạn chọn vào print and scan. Đối với Windows 11. Đó, sau đó chọn vào main này chọn vào mục là open thì nó sẽ xuất hiện danh sách các file mà các bạn đang in giờ muốn hủy file nào các bạn chỉ cần là bấm phải chuột vào nó và chọn vào cancel còn đối với win 10 á khi các bạn chúng ta chọn vào dòng là view device and print thì nó sẽ xuất hiện như thế này đây nó sẽ xuất hiện như thế này xin lỗi hình này đó, nó sẽ xuất hiện như thế này các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột vào máy in mà chúng ta đang in đó thì nó sẽ xuất hiện cái file lên như thế này và các bạn bấm phải chuột vào file mà chúng ta muốn hủy lệnh in và chọn vào can này thì nó cũng hủy lệnh in nha đó là cách thứ hai đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách hủy lệnh in trên máy tính